Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thương người như thể thương thân, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức cá nhân trong thành phố Châu Đốc luôn dành sự quan tâm chăm lo đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Châu Đốc và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó mong muốn ai cũng có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm và động viên thêm sức mạnh, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tết là thời khắc quan trọng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là dịp để mọi người sum vầy với gia đình, người thân quanh những bữa cơm đầm ấm. Nhưng đối với nhiều người nghèo khó, những người phải lo từng bữa ăn, những người mắc bệnh hiểm nghèo, những người yếu thế thì dường như Tết vẫn là mong muốn xa vời. Để tập trung chăm lo Tết Nguyên Đán cho nhân dân, không để bất kỳ người dân nào không có Tết, thành phố Châu Đốc sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của các đơn vị địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực như chăm lo công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, hoạt động văn hóa thể thao, quản lý lễ hội, chăm lo chế độ chính sách, bảo đảm cơ sở vật chất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Thành phố cũng sẽ phát động thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2022. Tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong lao động sản xuất, học tập của cán bộ nhân dân thành phố Châu Đốc nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2022. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, Đảng bộ và chính quyền thành phố Châu Đốc yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm, tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch, hộ nghèo, bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở khu cách ly, điều trị tập trung, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Để cho cái công việc mà tới đây, cái cuộc sống của bà con mình cũng như là cái Tết được đầm ấm, thì mặt trận Tổ quốc cũng đã có cái chuẩn bị bước đầu và cũng đã kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái tiếp tục là hỗ trợ cùng chia sẻ với Đảng và chính quyền, mặt trận Tổ quốc của thành phố để huy động nguồn lực để chăm lo cho bà con mình. Thì tổng số phải chăm lo, tổng số đó là trên dưới là 2.300 người, gồm là những người là đối tượng là theo cái tuyến đầu chống dịch, rồi bà con là các cái đối tượng hỗ trợ xã hội, rồi là bà con là chưa có công ăn việc làm sau khi trở về từ vùng dịch, bà con nghèo, cận nghèo, vân vân. Mỗi phần quà trị giá là khoảng trên dưới được 350.000 đến 400.000 đồng. Đối với cái bà con mà nhà gia đình có cái người tử vong do Covid đó, thì ngoài cái tiền mặt của ủy ban thành phố là hỗ trợ, thì mặt trận sẽ có một phần quà tương đương trị giá là 500.000 đồng để cho bà con là ấm lòng trong cái dịp Tết Nguyên Đán tới đây. Việc chung tay chăm lo Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và được thành phố Châu Đốc duy trì thường xuyên trong suốt những năm qua. Tuy nhiên,
Năm nay do số lượng người cần hỗ trợ tăng đột biến, nên việc vận dụng linh hoạt phù hợp với nguồn quy động để mở rộng sự hỗ trợ đến với nhiều đối tượng, nhất là những hộ dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn do COVID-19, được thành phố Châu Đốc đặc biệt chú trọng nhằm góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống trước thềm năm mới. Và truyền thống này có được thực hiện tốt hay không là nhờ vào sự đóng góp đồng hành của các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái hướng về người nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về.